tư thật là cao cấp. Cái con đường này mờ mờ à, âm u quá vậy. Này á, rất là mệt mỏi. Rồi đây là con đường chừng nào, đây là cái phố ăn nhậu, phố ăn chơi rất là nổi tiếng của khu vực Bình An. Dạ xin đi đoàn xin chào anh chị và các bạn. Trước mặt anh chị đó là dòng sông Sài Gòn, bên kia là tòa tháp Landmark 81 ở khu vực làng Bình An. Đây dòng sông Sài Gòn anh chị. Và với video clip này thì Sunny sẽ mời anh chị chúng ta sẽ đi cái khu vực Bình An anh chị ha. Để giải thích cho Bình An của anh chị đó thì cho nó dễ. Thì xa xa là anh chị thấy cầu Sài Gòn. Đó, cái hướng trái thì chúng ta Văn Thánh. Khi mà anh chị từ Văn Thánh Hàng Xanh đi lên cầu Sài Gòn, bên phải là làng Bình An, bên kia là Thảo Điền. Thì hôm nay thì Sunny vào lúc khoảng 6 giờ 30 phút cuối tuần ngày 7 tháng 11 2021, Sunny đứng đây để anh chị hình dung ngay chỗ Sunny đứng nha, và chúng ta bắt đầu cùng đi với nhau. Ở đây thì ngắm hoàng hôn rất là đẹp. Và khu vực này thì các bạn trẻ ra đây chụp hình cũng rất là nhiều anh chị. Rồi chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha, để Sunny muốn xuất phát từ đây để anh chị biết được vị trí của Sunny. Cầu Sài Gòn hướng đó là Hàng Xanh, Văn Thánh, qua cầu bên phải là Bình An, bên trái là Thảo Điền. Rồi chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha, ngắm lại Landmark 81. Rồi chúng ta cùng nhau đi anh chị ha. Hồi nãy thì định quay liền, nhưng mà thôi để ra bờ sông xác định vị trí rồi sau đó mình quay để cho nó dễ dàng anh chị hình dung đó mà. Chứ nhiều lúc mà mình quay mình không chu đáo thì anh chị cũng khó ý. Thằng Sunny này nó dẫn mình đi Bình An là ở đâu. Rồi bây giờ chúng ta đi nha anh chị ha. Đối với khu vực này thì ngày xưa mà anh chị từ Văn Thánh Hàng Xanh mà đi qua cầu Sài Gòn, nhìn bên trái bên phải đó, bên phải là đây anh chị ha. Bên trái toàn là ao hồ ruộng rau muống không. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh chị sẽ thấy cũng rất là ngạc nhiên. Dọc ở đây là những cái dãy khách sạn cho thuê giờ anh chị. Rồi có một con đường chừng não, và con đường chừng não đó dẫn chúng ta sẽ đi ra phà Thủ Thiêm. Đó cái vùng đất là ở đây là như thế đó. Khách sạn mini nhiều lắm cho thuê giờ anh chị. Đối với cách đây khoảng mười mấy năm về trước thôi, khu vực này phức tạp. Chị em thì nhiều lắm, chị em trong ngoặc kép nha anh chị. Rồi bây giờ thì từ bờ sông chúng ta bắt đầu đi. Con phòng qua đêm 150.000. Buổi tối thì các bạn trẻ ra đó chụp để lấy cái hoàng hôn đó gì, lấy cái ánh hoàng hôn đẹp lắm. Đa số là bạn trẻ, các tuổi tuổi teen.
và chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng buổi tối ở khu vực Bình An ra sao. Khu vực này thì có con đường Trần Não rất là nhộn nhịp, nhưng mà Sunny sẽ một tí sẽ quay lại con đường Trần Não, đi một con đường song hành song song với lại xa lộ Hà Nội, xưa là xa lộ Biên Hòa đó anh chị. Trần Não mé bên phải, con đường Trần Não ngày xưa nhỏ xíu thôi, nhà cửa thì thưa thớt lắm. Người ta có phía trước nhà có ao hồ ruộng đồng, nhưng mà ngày hôm nay thì tức Sài Gòn tức đất tức vàng. Con đường này khi mà anh chị mà đi Phà Thủ Thiêm đó anh chị, qua cầu Sài Gòn quẹo phải là con đường này nè, nó khoảng 5-6 mét thôi, nhưng mà ngày hôm nay anh chị thấy hai bên hai làn xe nó rộng lắm đó. Bên kia nữa mà bây giờ thì nó hoàn toàn thay đổi so với ngày xưa, đúng là thời gian. Để cho anh chị dễ hình dung thì Sunny đứng đây nè. Kênh Sunny thì đôi khi mà cũng phải trình bày cho nó chu đáo. Rồi, anh chị Từ Văn Thánh, Hàng Xanh, Văn Thánh rồi qua cầu Sài Gòn thì anh chị quẹo phải thì nó đó ngay bên tay trái đó anh chị, dòng xe ngược với lại camera anh chị đó. Đó là cái khúc này cho anh chị dễ hiểu, rồi chúng ta bắt đầu đi tiếp nha. Và đây là một con đường song hành. Mé bên trái là một cái dòng kênh. Rồi băng qua cái dòng kênh đó thì nó sẽ có bên trái nữa là xa lộ Hà Nội, xa lộ Biên Hòa. Xa lộ Biên Hòa. Hình như hồi nãy nói là xa lộ Đại Hàng thì phải. Con đường này anh chị thấy quán ăn, quán nhậu thì rất là nhiều. Cứ buổi tối về thì những quán nhậu này nè, đó, xe cộ nhiều lắm anh chị. Không biết người ta như thế nào mà cứ tối nào những quán nhậu đầy. Thì Sài Gòn nó đã trở lại rồi anh chị. Nhưng mà mấy hôm nay F0 cũng tăng cao nha anh chị ha. Khu vực này thì đất đai rất là cao giá nhỉ. Rất là mắc, đắt đỏ, tất đất tất vàng. Ngày xưa thì có ma mà ở khu vực này, nhưng mà ngày hôm nay thì ôi thôi, quá trời trời. Mình cứ đi thẳng nha anh chị. Ở cuối đường này thì có một cái metro quận 2. Chắc có lẽ là Sunny chưa bao giờ mà mời anh chị lên xe để buổi tối đi con đường này. Hôm nay thì chúng ta đi.
còn nếu mà một lát rảnh thời gian thì Sunny sẽ mời anh dì chúng ta sẽ đi thảo điền. Ban ngày thì Sunny đi thảo điền rồi, nhưng buổi tối thì chưa đi, kể cả con đường này. Bây giờ thì không thể nào nhìn ra cái khu vực này anh chị ha. Ngày xưa là bãi đất ruộng thôi. À, Sunny cứ gọi cái khu vực Thảo Điền mé bên kia đó là khu vực Triệu Đô. Đúng là thật sự là Triệu Đô đó chứ. Nó có những cái biệt thự mà nó 60-70 tỷ mà cỡ 3 triệu đô rồi. Beer Garden. Rồi tới đây thì Sunny sẽ mời anh chị chúng ta sẽ quẹo phải nha. Thôi đi thêm một đoạn nữa anh chị. Quán nhậu làng Vũ Đại. Đi thêm một đoạn nữa anh chị ha. Đây bên phải là khu vực Metro. Siêu thị Metro. Một tập đoàn bán lẻ, bán sỉ, sỉ và lẻ của Pháp. Sau khi hoạt động tại Việt Nam một thời gian thì cầm cự không nổi, bán cho một tập đoàn của Thái Lan. Bây giờ nó đổi tên là Mega. Đây thì có tên là con đường song hành, nó song song với lại xa lộ Biên Hòa. Thôi đi thẳng luôn anh chị, đi thẳng một lát rồi có con đường để quẹo ra chừng nào. Chừng nào rồi Sunny sẽ mô tả ngày xưa để anh chị biết mình có con đường để đi ra phà Thủ Thiêm. Đằng kia thì quán nhậu cao cấp, ở đây là quán nhậu bình dân. Thì đối là người Sài Gòn thì không biết như thế nào, rất là thích nhậu. Nhậu dữ lắm. Và đây là có một cái khu chung cư. Bây giờ thì nói với đường xá thì nó loạn xạ, không khéo là chúng ta có thể đi lạc anh chị. Nó có những cái cầu vượt quẹo qua quẹo lại. Ai tới đây thì xin đi ý, ở đây chưa được quẹo, phải đi thẳng luôn.
những cái siêu thị, những cái mall, những cái chung cư thật là cao cấp. Đối với siêu chung cư ngày hôm nay đó, thì ở dưới thường thường nó là một cái mall, ở trên là bắt đầu ở. Rồi, tới kia thì mình quẹo phải nha anh chị ha. Nếu mà đi bên trái là ra một đoạn ngắn thôi, thì chúng ta ra xa lộ Biên Hòa, xa lộ Hà Nội đó. Ý, đâu quẹo phải thì vô chung cư rồi. Cái con đường này mờ mờ, âm u quá vậy. Có được đi được hay không? Thôi người ta đi thì mình cứ đi một đoạn anh chị ha. Đừng có nói là tôi bị bít lối nha. Đoạn này thì trên đây chạy nhanh chút xíu nha anh chị ha. Đó, con đường song hành bên trái là xa lộ. Tới đây hiểu rồi. Nếu anh chị đi thẳng nữa là Thủ Đức theo cái hướng xa lộ, còn quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về hầm Thủ Thiêm, đi vào đường dẫn cao tốc Sài Gòn Long Thành Dầu Dây. Cái hướng này là về đường dẫn nè. Một lát Sunny sẽ tới chỗ kia, Sunny sẽ quẹo con đường Trần Não gọi anh chị. Anh chị cứ đi thẳng con đường này thì về quận nhất, qua hầm Thủ Thiêm. Bữa nay Sunny bỏ trung tâm Sài Gòn cuối tuần mà đi những cái khu vực này, chở anh chị đi chơi cùng với Sunny hôm nay. Đi xe lý le hơn đi bộ. Bên phải là chung cư cao tầng đó anh chị. Giá chung cư bây giờ thì cũng rất là mắc, toàn tiền tỷ không nha anh chị ha. 4-5 tỷ, 5-6 tỷ, chục tỷ. Đối với chung cư bình dân thì nó khoảng 2 tỷ 2 tỷ 2, diện tích khoảng 80 mét vuông đó, bình dân là 2 tỷ mấy rồi. Rồi tới đèn xanh đèn đỏ kia thì Sunny sẽ quẹo phải. Đây là một con đường mới hoàn toàn. Còn quẹo trái là chúng ta sẽ về, nếu mà quẹo trái thì chúng ta cái hướng chúng ta về phà Cát Lái đó anh chị, để qua Nhân Trạch Đồng Nai, và cũng là đường dẫn cao tốc Sài Gòn Long Thành Dầu Dây. Thường thường là Sunny về Vũng Tàu ưa đi cao tốc. Rồi tới đây là Sunny quẹo phải để chúng ta tập trung vào con đường Trần Não. Đi thẳng là chúng ta có đi phà hầm Thủ Thiêm để về trung tâm quận nhất. Rồi tới đây xin đi quẹo phải nha.
Giờ Sài Gòn nó thay đổi nhiều lắm, nhiều lắm. Đây là con đường mang tên là Lương Định Của. À, đây là một con đường Lương Định Của, nó đi thẳng về phà Thủ Thiêm năm xưa anh chị. Có thể là anh chị cứ search là con đường Lương Định Của là nó sẽ ra. À, ngày xưa ở đây là gọi là quận 2. À, nhưng mà bây giờ thì nó trở thành thành phố Thủ Đức. Nãy giờ xin đi không biết đi đâu về đâu luôn. Mình đi thẳng nha anh chị ha, cứ đi thẳng. Ở đây sao nó tối thui. Ngày xưa là con đường nó nhỏ xíu thôi mà bây giờ nó to. Rồi bên phải là nó có những cái ao hồ, kênh rạch. Sinh đi ngày xưa năm đâu 2008 cùng với anh em đồng nghiệp đi câu cá trên con đường này mà. Nãy giờ sao mà chưa có. Đi với Sunny một đoạn nữa nha anh chị. Đó, bên phải chúng ta đó là một cái khu vực cái tòa tháp Landmark 81 đó. Từ đó thì chúng ta xác định ngay chỗ cái tháp đó, ngay chỗ cầu Sài Gòn. Từ đó người các anh chị và các bạn cùng xác định đi với Sunny nha. Nhiều lúc là Sunny đi tối như thế này cũng mù giống như anh chị vậy đó. Một bên là nguyên một cái dãy đất trống thôi, chùa, nhà cửa đất trống, một bên là quán ăn, quán nhậu, bán hoa, bán bông, bán vật liệu và xây dựng. Rồi đi đâu nữa đây? Ở đây là mà hệ thống cống rãnh. Khu vực này khoảng 10 năm sau thôi, đi còn. Bên phải là những cột móng của chung cư. Đúng là đi mò mẫm trong cái khu vực này.
không thể nào nhận ra được. Đây làm cái cầu cống gì nè, khoan chị, ở đây nước đang lên. Đó, nước đang lên thì không biết như thế nào, có gì xin đi cùng lội nước với anh chị nha. Bây giờ chúng ta chỉ biết xác định đi như thế này thôi. Khu vực này nó ngập nặng rồi, hèn chi con đường hồi nãy á, rồi cảm ơn anh, điều đào coi chừng này á. Trời ơi, mà tùm lum hết đó. Cuộc sống mà đầy khó khăn khi mà nước sông lên anh chị, những cái tháng cuối năm nó vậy đó anh chị. Vào nói về âm lịch đó, vào ngày rằm hoặc là đầu tháng thì nước sông nó cứ lên những tháng cuối năm. Thì đặc biệt những cái vùng trũng của Sài Gòn, bà con thì sống rất là vất vả, rất là khổ. Trời ơi, nó lắc. Đường ổ voi, ổ gà không. Chị nãy giờ anh chị biết không, là xin đi ngắm hướng đó, hầm Thủ Thiêm. Ok, hồi mình đi hướng này anh chị. Mò rồi, chúng ta cùng nhau đi tiếp nha anh chị ha. À.
một con đường đi rất là mệt mỏi. Rồi đây là con đường Trần Não, đây là cái phố ăn nhậu, phố ăn chơi rất là nổi tiếng của khu vực Bình An. Và mời anh chị đi thêm một đoạn nữa nha anh chị ha. Đôi khi buổi tối đó anh chị, nó mình không xác định rõ, ban ngày thì nó dễ. Khu vực này ăn nhậu là dữ lắm anh chị. Bên trái bên phải đều có hết. Đây, nhờ có ăn nhậu là sáng đèn. Cái hướng này là về cầu Sài Gòn nè anh chị. Bắt đầu mình xuất phát đó. Con đường Trần Não ngày hôm nay thì anh chị thấy nó khác lạ hơn xưa nhiều lắm. Tới đây thì Cindy cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui thực hiện các clip và chúng ta lang thang cái khu vực Bình An, quận 2, nay thuộc thành phố Thủ Đức gửi anh chị và các bạn. Hy vọng rằng anh chị sẽ cập nhật được hình ảnh Sài Gòn thông qua các clip này. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại anh chị trong những các clip tiếp theo. Xin đi thêm một đoạn nữa để anh chị dễ hiểu một cái khu luôn. Phía trước là chúng ta bắt đầu xuất phát. Xuất phát đi. Bây giờ là chúng ta về có một cái vòng tròn khép kín để anh chị cập nhật quận 2 bên Bình An ngày hôm nay. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip tiếp theo. Anh chị lúc nào cũng khỏe nha. Xin đi mến chào anh chị và các bạn.